đầu tiên thì chúc mừng sinh nhật của cổ động. Và xin chào, mình là Mạnh Ninh. Nhiều năm trở lại đây gặp quý vị trong ngày hôm nay, đối với Mạnh Ninh là một cái điều có khi còn nhiều hơn là một nhu cầu cơ bản của một người sáng tác. Thế nên là trong buổi khắc này xin phép chia sẻ thực sự với mọi người về cái tấm lòng của mình giữ mãi cho mình làm tác giả. Thì hôm nay sẽ dùng nhiều sân khấu cho một người con, một người anh em trong gia đình, một người bạn đã đi cùng rất nhiều năm. Và Long là một cái tên mới. Và hôm nọ chúng ta đã gặp rồi thì hôm nay chắc là nhiều mọi người một tí. Và mọi người hãy giúp đỡ Long nha. Thế thì chắc là để chúng ta gọi Long ra thì sẽ có một vài chương nhỏ. Các bạn biết đếm ngược không? Đếm ngược nha. Nha. 5 nào. Bây giờ tôi nói như nào, các cậu nói như nào? Như nào? Bảo như nào cơ mà sao ngủ? Như nào? Như nào? Hôm nay có vui không ạ? Vui. Vui. Vui còn sức để làm cái này không? Ê! Bây giờ như này, gọi rồng ra thì chúng ta chỉ gọi được Long thôi. Gọi rồng còn nhiều bước. Hôm nay các bạn ở đằng đầu này, các bạn có muốn tiếp xúc tí không nhỉ? Ui giời, cứu lại phát này. Muốn tiếp xúc tí không nhỉ? Đấy, thế thì gọi rồng có 3 bước. 1 ý, là vẽ kết ấn. Hôm nay mình mang màu đến các bạn luôn. Nhưng mà mình là họa sĩ, nhưng mà mình cũng là con người thôi, mình không vẽ sau lưng mình nhé. Nhờ các bạn nhé, vẽ cho mình cái lưng nhé. Mình cần các bạn viết cho mình chữ Long. Thank you.
cầu ấy thì câu chuyện với nhau tôi định một bài khá là hay nữa ngay sau đây, nhưng mà hôm nay không kịp chuẩn bị mấy bài đập phá tiếp, không kịp, thế nên là một bài mà đi vào trong này nhiều hơn. Trái tim của một người, trái tim của một người giống như một cánh cửa, một lối đi, một con đường vào rừng già, và hình như chúng ta ai cũng đi tìm những con đường trải đầy gạch men và ánh sáng. Chúng ta đi những con đường mà biết hết lối ra rồi. Thế thì sâu trong em thì sao? Đi theo tôi, cho ta quên đi bao nhiêu trắc nghiệm trong ta. Ta xin mang em theo ta khắp những phong ba và để ta theo. Nghe nhá, nghe không ạ? Ôi, cảm giác vui nhưng mà yếu quá. Nghe không ạ? Theo, xin mời. Theo uống miếng nước không? Oh,
Thế này có nãy có bạn thử hú với mình xem thi xem ai hú to không? Cháu nó ở nhà tên là Bùi Thị Ô Tô Sập Sình Bíp Bíp. Đấy. Xong rồi ra môn nhà mình bất hạnh á. Cháu bố không ưa nhau lắm. Thế hôm bố đang bế cháu, cháu cảm thấy tay đã cả trời. Cô đi mất. Thế mình mới nghĩ là suốt cả một khoảng thời gian vừa rồi thì làm cái gì? Làm cái gì mà không dạy cô ý? Tháng năm anh dựng xây điều gì mà hoang phí? Đấy là một câu mà muốn để cho mọi người chẳng bao giờ là hoang phí nữa. Người bên cạnh các bạn bây giờ người đằng sau, người đồng đội những năm lần trước, những người đồng đội mới. Và đó là tất cả đúng không? Lúc đó chúng ta gọi nhau là đồng nghiệp. Chúng ta xây một cuộc đời đẹp của chúng ta. Xin mời quý vị đến với Hiếu Kỳ. Đường về nhà có tờ duyên nào đây yêu kỳ.
mình hôm nay có 4 bài. Bài tiếp theo bài cuối. Không có nói đi trước khi mà bài cuối. Anh yêu em luôn. Dường như chân tay nghĩa là như một đứa trẻ, chúng ta vẫn mãi ở trẻ của năm ấy. Hạnh phúc của chúng ta không nhiều, không quá đắt. Và bài này nó có một câu như này, bài này nó có một câu như này. Yeah.